Đây anh nhá, nồi này, inox dày dặn này, nồi dao hai lớp này, nhá, đấy, inox dày dặn này, motor đây lắp motor Mạnh Quân này, đây là đang lắp công suất là 2,2 kg này, nếu mà anh muốn 3 kg thì em lắp lên 3 kg cho anh nhá, khung inox 34 dày dặn này, đây là cắm điện chạy thử nhá, đó, mà chạy rất là êm. Em chưa? Đấy. Đấy. Cái nồi này thì kích thước nồi nhá. Kích thước nồi đó là 26 phân này, 27 phân này. Cao là 23 phân này, 23 phân này. Còn nếu mà anh muốn làm cái 434 cân nó to hơn thì em làm cho anh cái một nồi to hơn. Đây nồi inox nhá, khung inox 34 nhá, dày nhá. Còn đây hàng sắt này thì rẻ hơn này, hàng sắt rẻ hơn này, đó. Đó.